Cả hai nhà hết xe máy mà mình bị ngăn việc. Thế là tâm bưng bảo thôi ô tô đi cho về Hà Nội rồi. Và sẽ định đi ăn sáng thôi thì Hà Nội nhiều sai việc luôn đi tới các bác này nó. Ở mai thế bao nhiêu bia là bia với lại mưa phùn. Xong rồi đi cho anh vào bản nào tí về đủ sang cho anh Đinh. Không còn một bạch về hôm nay em được chết. Thế em đi tiền đủ sang rồi. Em đi không sao đâu, à em không quan đi theo đâu, chị cơ. Chị em ở trong nhà mẹ mà em chẳng quan đi theo đâu.